Ok Hoàng, à, em rồi có gì Hoàng chia sẻ giúp chị nha, sorry interrupting. Rồi, ok. Thì bữa nay thì theo cái sharing của chị Tuyền á, thì tất nhiên là mình sẽ cũng không có nói quá high level về gọi là sứ mệnh rồi mục tiêu của doanh nghiệp. Thì hãy muốn share cho các bạn chủ yếu là cái này thì thấy cũng cũng khá là thú vị là cái cách mà doanh nghiệp họ áp dụng cái chiến lược phát triển bền vững như thế nào. Tại vì thật ra mà nói thì phát triển bền vững là một cái lĩnh vực rất là rộng, đúng không? Khi mà mình nói phát triển bền vững thì nó rất là rộng. Cho nên là đối với doanh nghiệp nói riêng á, và đối với một cái tổ chức nào đó nói chung á, thì mình thật ra là cái việc đầu tiên của mình đó là mình phải gọi là mình phải xác định ra được là cái chuyện phát triển bền vững đó, nó có ý nghĩa gì với doanh nghiệp mình, cái gì nó liên quan tới doanh nghiệp mình, và mình sẽ phải lựa ra, tại vì nó rất là rộng, nó có rất là nhiều lĩnh vực khác nhau á. Rồi thì đầu tiên thì giới thiệu về Heineken Việt Nam một chút là đó, welcome to Heineken World. Heineken thì có mặt trên hơn 250 quốc gia. Đó. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì Heineken đã có mặt hơn 30 năm. Thì cũng ngay từ những ngày đầu thì cũng đã theo đuổi cái hành trình phát triển bền vững rồi. Có thể nói là hơn 30 năm theo đuổi lĩnh vực phát triển bền vững cùng Việt Nam. Tại Việt Nam thì Heineken có 6 nhà máy và hơn 3.500 nhân viên. Thì ở đây trên màn hình đó thì mình có thể thấy là một số những cái đóng góp mà về 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 lĩnh vực kinh tế thì cũng là một phần không thể thiếu trong phát triển bền vững, đúng không? Thì trong toàn chuỗi giá trị của Heineken á thì đóng góp hơn 1% GDP của Việt Nam. Cho nên là tụi Hoàng nói vui á là cứ 100 công ty như Heineken là thêm một nước Việt Nam nữa. Thì để cho mình thấy là cái đóng góp mà về mặt kinh tế của doanh nghiệp nó cũng khá là lớn. Bên dưới thì mọi người cũng có thể thấy là cái các sản phẩm của Heineken thì tất nhiên là sẽ có Heineken rồi, ngoài ra thì cũng còn có Tiger nè, là những nhãn hiệu mà về gọi là international brand. Bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm về phân khúc phổ thông đó, như là Larue này, hay là super cao cấp như là Edelweiss. Có một cái điểm thú vị á là mọi người có thể thấy Heineken Silver là cái sản phẩm mà được sinh ra ở Việt Nam. Đây là về mặt sản phẩm Heineken nói chung á, thì cái quy chuẩn của Heineken toàn cầu rất là gắt gao. Tuy nhiên thì Việt Nam mình làm được một cái chuyện là mình sáng tạo ra được cái Heineken Silver và mình sinh ra ở Việt Nam và bây giờ đang lớn lên trên toàn thế giới, các thị trường khác. Rồi, thì đó là giới thiệu sơ về Heineken. Thì như Hằng có chia sẻ là chiến lược phát triển bền vững của Heineken là như thế nào và tại sao nó lại ra cái chiến lược này, thì cái này anh nghĩ là cũng 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 khá là benefit với mấy bạn á. Thì có nghĩa là theo từ trước tới giờ thì nó có một cái model là mọi người cũng quen với cái định nghĩa gọi là CSR, đúng không? Là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó, corporate social responsibility. Thì giống như là Heineken tới Việt Nam sản xuất kinh doanh ở Việt Nam thì phải có trách nhiệm đóng góp lại cho Việt Nam đó, thì nó thuần về gọi là CSR. Tuy nhiên thì đối với Heineken đó thì mình move một bước hơn nữa, có nghĩa là mình chọn cái từ phát triển bền vững. Thì mình muốn là gì à, doanh nghiệp mình phát triển bền vững, nó gắn cái chiến lược phát triển bền vững nó gắn với cái sự phát triển của doanh nghiệp luôn, mà nó giúp cho doanh nghiệp bền vững hơn. Cho nên là từ năm 2020 á, sau khi Covid á, thì Heineken có một cái chiến lược kinh doanh là Evergreen, là mãi xanh đó, là một cái chiến lược về kinh doanh của Heineken. Trong đó thì nó có một cái mô hình mà mọi người thấy ở giữa màn hình đó, là gọi là mô hình kim cương xanh để tạo ra giá trị đó. Thì mình thấy là cái phần mà sustainability and responsibility nó nằm ngang bằng với lại ba cái yếu tố khác luôn. Bình thường thì về mặt phía doanh nghiệp mà mình khi mà mình đo lường cái hiệu quả kinh doanh đó, thì là về gì, là về tăng trưởng này, đúng không, về lợi nhuận này, về nguồn vốn này. Nhưng mà tại Heineken thì nó mình đặt thêm một cái nữa là phát triển bền vững và có trách nhiệm ngang hàng với ba yếu tố kia đó, thì để đảm bảo là Heineken thực sự phát triển khi bốn yếu tố này đều đạt được đó. Và nằm trong cái chiến lược Evergreen này thì là chiến lược phát triển bền vững của Heineken là vì một Việt Nam tốt đẹp hơn đó, là Brew a Better Việt Nam. Thì Hoàng sẽ chia sẻ rõ hơn cho mọi người. Rồi, chiến lược phát triển bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn á thì có ba lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất là môi trường, tại vì là một công ty sản xuất, đặc biệt là có nhà máy á, thì cái vấn đề về môi trường là rất là quan trọng ha.
Rồi, vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan tới xã hội, social. Và đối với Heineken thì nó có một cái lĩnh vực khá là đặc thù á, tại vì nó là một công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm bia. Cho nên là có một cái lĩnh vực tập trung nữa mà Heineken cũng phải hướng tới, đó là uống có trách nhiệm, là responsible. Thì với ba cái lĩnh vực tập trung này là tụi hành gọi là chiến lược phát triển bình vững trên một cái lót ly á, như mọi người thấy là cái lót ly ở giữa. Thì với mỗi lĩnh vực tập trung thì nó sẽ có ba trụ cột kèm theo đó. Ví dụ như là đối với môi trường thì sẽ có phát thải ròng bằng không nè, rồi tối đa hóa kinh tế tuần hoàn nè, và cuối cùng là bảo vệ nguồn nước. Tại vì nguồn nước đối với Heineken, đối với sản phẩm bia là rất quan trọng. Chín hơn 95% thành phần của bia là nước đó, cho nên là có thêm cái phần là bảo vệ nguồn nước. Về mặt xã hội thì ba cái trụ cột là tạo ra được một cái thế giới công bằng, đa dạng và hòa nhập, rồi tạo ra một môi trường làm việc công bằng và an toàn đó. Và cuối cùng đó là không thể thiếu là mình sản xuất, mình kinh doanh ở Việt Nam thì mình cũng muốn là gì à, mình đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam. Đó là về lĩnh vực xã hội. Và lĩnh vực thứ ba là uống có trách nhiệm. Thì ba cái trụ cột trong cái lĩnh vực này là luôn luôn mang lại những cái sản phẩm, những cái lựa chọn sản phẩm mà có lợi hơn cho sức khỏe đối với người tiêu dùng. Đó là Always Choice. Thứ hai là phòng chống tác hại của việc lạm dụng rượu bia. Đó. Thì cái lĩnh vực này thì một công ty không thể làm được. Đó. Đây là một vấn đề liên quan tới văn hóa đúng không? Cho nên là sẽ có những cái chương trình hợp tác đó, để mà cùng nhau phòng chống tác hại rượu bia, thì sẽ là hợp tác với các đối tác khác bên ngoài. Và cuối cùng là cái thứ ba là make moderation cool, có nghĩa là làm cho cái chuyện mà uống có trách nhiệm nó truyền cảm hứng cho người tiêu dùng. Thì mình sẽ sử dụng các nhãn hiệu của mình, tại vì mình thấy là các nhãn hiệu họ cũng có rất là nhiều cái tạm gọi là cái brand power, có thể inspire, có thể truyền cảm hứng cho người tiêu dùng. Thì tóm gọn lại là chiến lược phát triển bình vững của Heineken Việt Nam là vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, nằm trên một cái lót ly gồm ba lĩnh vực tập trung: môi trường, xã hội và có trách nhiệm. Thì ở đây thì Hoàng cũng muốn gọi là nhắc lại cái ý hồi nãy, có nghĩa là gì, cái chiến lược phát triển bình vững đối với một doanh nghiệp hay đối với một tổ chức, nó thường là nó sẽ khác nhau, và nó sẽ phải thật sự gắn kết với cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cái doanh nghiệp đó, thì nó mới phù hợp, và nó mới đảm bảo là doanh nghiệp đó phát triển bền vững nếu ba yếu tố này phát triển. Rồi cái này thì anh cũng muốn share này, tại vì cái này mọi người cũng thể áp dụng sau này khi mà mọi người làm về phát triển bền vững. Thì ở tại Heineken Việt Nam thì cái phần như như mọi người mình hay nói về chiến lược ESG ấy, đúng không, là environment, social và governance, thì đây là cái phần governance, cái phần quản trị phát triển bền vững này. Thì tại Heineken Việt Nam, bộ phận phát triển bền vững không phải là bộ phận mà gọi là thực thi hết tất cả những chiến lược phát triển bền vững hay là những cái tham vọng về phát triển bền vững của công ty, mà nó sẽ chia đều, nó trải dài trong tất cả các bộ phận của Heineken luôn. Như các bạn thấy là đối với lĩnh vực môi trường thì quan tâm nhiều, liên quan nhiều hơn tới nhóm nhà máy. Thì sẽ có giám đốc chuỗi cung ứng, supply chain director, và finance director sẽ là sponsor cho cái lĩnh vực tập trung về môi trường. Rồi bên dưới với mỗi cái trụ cột á, thì sẽ có những phòng ban liên quan để mà lead cái dự án, cái chương trình này, để mà deliver chung cái goal. Tương tự vậy đối với lĩnh vực xã hội cũng vậy. Đó, thì về xã hội thì đương nhiên là giám đốc nhân sự sẽ là người lead, và các phòng ban sẽ thực thi. Cuối cùng là lĩnh vực uống có trách nhiệm, thì hiện tại đây là giám đốc marketing của Heineken Silic. Thì cái slide này cho mọi người thấy là cái việc thực hành phát triển bền vững tại tại doanh nghiệp nói chung và của Heineken Việt Nam nói riêng, thì gọi là được trải dài trong xuyên suốt các phòng ban của công ty, chứ không phải là chỉ có bộ phận phát triển bền vững mới thực hiện việc phát triển bền vững. Rồi. Bây giờ anh sẽ đi nhanh thôi ha. Sơ qua một chút về các lĩnh vực tập trung như mình nói, thì đầu tiên là môi trường, thì anh có share là nó có ba lĩnh vực, nó có ba trụ cột chính. Thứ nhất đó là về phát thải ròng bằng không. Thì với mỗi trụ cột thì mình luôn luôn mình đặt ra những cái tham vọng về ngắn hạn có này, về dài hạn có này, và mình áp dụng những cái
chiến lược và những cái cách tiếp cận để mà mình thực hiện cái mục tiêu đó. Thì thật ra là về môi trường á, nó khá là chuyên môn á, cho nên ở đây mình chỉ share nhanh thôi. Đó là những cái chiến lược này. Rồi nếu mà sau này nè, ở cái session mà Q&A á, nếu mà bạn nào quan tâm tới những cái chiến lược cụ thể thì Hoàng sẽ đi sâu hơn ha. Đối với cái lĩnh vực phát thải ròng bằng không thì hãy để kênh tập trung vào câu chuyện là chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo. Thì hiện nay á là 96% năng lượng sử dụng tại trong lĩnh vực sản xuất của Heineken đó là được sử dụng từ năng lượng tái tạo rồi, thông qua nhiệt năng là thông qua năng lượng sinh khối, và điện năng thì thông qua chứng chỉ năng lượng. Đối với lĩnh vực mà gọi là kinh tế tuần hoàn, thì hiện tại 6 trên 6 nhà máy của Heineken là đều đạt phát thải ròng bằng đều đạt không phát thải chôn lấp, không không rác thải chôn lấp, Zero Waste to Landfill, là 6 trên 6 đã đạt được rồi, mặc dù ambition là 2025 thôi. Đó, thì mình đã đạt được từ 2021, có nghĩa là trong toàn thể 6 nhà máy thì không có rác thải chôn lấp. Tuy nhiên đó, thì cái tham vọng của Heineken là còn vượt xa hơn nữa, đó là mình muốn là gì, hướng tới cái việc là áp dụng kinh tế tuần hoàn trong xuyên suốt chuỗi giá trị luôn. Cho nên mọi người có thể thấy cái chiến lược, cái strategy đó, đó là nó là cái mô hình resolve của Heineken. Thì trên cái hình ảnh minh họa là có một cái case study mà Hoàng cũng hay chia sẻ, đó là cái Greener 3. Thì như Hoàng đã nói, có nghĩa là gì, về mặt phát triển mình vẫn không chỉ là bộ phận phát triển mình vẫn làm ha, và cũng không chỉ là ở Heineken Việt Nam, có nghĩa là ở corporate đó, ở tầm công ty đó, mà mình còn muốn là gì, truyền tải cái thông điệp và những cái hoạt động phát triển mình vẫn thông qua các nhãn hàng nữa, để nó gần hơn với người tiêu dùng này, nó truyền cảm hứng với người tiêu dùng. Thì cái Greener 3 mà như mọi người đang thấy ở giữa màn hình đó, là một cái sáng kiến mà năm ngoái mình áp dụng mà mình thấy cũng khá thành công, đó là gì, à, quầy bar và thân thiện với môi trường. Thì các thành phần của quầy bar thì được làm từ các vật liệu có sẵn trong sản xuất á, ví dụ như là két này, chai này, thì ví dụ như chai là được tái sử dụng 100% này, két bia thì cũng được tái sử dụng hơn hơn 10 năm. Đó. Rồi lon bia thì có thể tái chế 100%. Đó, thì mình tận dụng những cái vật liệu đó để mà mình tạo nên cái Greener 3 này, hoặc là những vật liệu khác thì sau cái sự kiện á, thì cũng được trả lại nhà máy để tiếp tục sử dụng hoặc là được tái chế này. Ví dụ như là những cái cây xanh mà trong ngoài ba đó, thì sau sự kiện mình cũng trả về nhà máy để tiếp tục trồng luôn. Đó, thì đây là một trong những cái sáng kiến về kinh tế tuần hoàn mà năm ngoái mà Heineken đã thực hiện. Rồi cái lĩnh vực thứ ba mà của môi trường thì liên quan tới bảo vệ nguồn nước. Thì ở đây trong cái chiến lược mà bảo vệ nguồn nước của Heineken á, thì có ba lĩnh vực tập trung là liên quan tới là sử dụng nước hiệu quả này, thì Heineken Việt Nam cũng đứng đầu trong Heineken, ủa sao nó, ok, đứng đầu trong mọi người còn thấy slide share không ta? Nó bị giăng ra đó em xe lại thì nó mới tắt. Ok, nó bị cái chuyện gì đó. Rồi trong lúc chờ thì cũng phải nói tiếp. Rồi bên cạnh đó thì sử dụng nước hiệu quả này, rồi nước thải khi mà mình trả lại môi trường thì mình cũng phải được xử lý an toàn. Thì ở Heineken là đạt mức sử dụng nước thải loại A cộng, có nghĩa là trên mức quy định luôn, và được trả hoàn toàn an toàn về tự nhiên. Thì nếu mà mấy bạn có cơ hội thì xin mời mấy bạn tham gia tham quan nhà máy bia của Heineken đó. Đó, thì mình cũng có những cái khu vực mà mình những cái hồ cá mà được nuôi bằng nước thải, nước trong hồ cá là được sử dụng là nước thải đã qua xử lý của Heineken. Đó, để cho thấy là nước thải được xử lý một cách rất là an toàn. Tại nhà máy bia Vũng Tàu á, là nhà máy tạm gọi là nhà máy theo định hướng phát triển bền vững. Thì mình còn có thêm một cái sáng kiến nữa, đó là nước thải mình thải ra rồi đã được lấy đúng không, mình xử lý lại thêm một lần nữa luôn đó, để nó đều đủ đạt chuẩn để quay lại trong sản xuất luôn đó. Tuy nhiên thì mình cũng đang sử dụng cái phần nước thải đó để cho những cái công đoạn mà không liên quan tới sản phẩm á, như là làm mát máy này hay là rửa thiết bị này đó. Và cái lĩnh vực tập trung cuối cùng về liên quan tới phát triển về bảo vệ nguồn nước đó, đó chính là cân bằng nước. À, có nghĩa là gì, Heineken đặt cái tham vọng là mình sẽ cân bằng 100% lượng nước mà mình đưa vào sản phẩm đó.
Có nghĩa là gì? Lượng nước mà mình sử dụng trong nấu bia ha, thì nó phân ra làm hai loại, một loại là đi vào sản phẩm, một loại là ra nước thải thì mình đã xử lý và mình trả về môi trường an toàn rồi. Thì Heineken đặt tham vọng là mình cân bằng lại cái lượng nước mà nó đi vào sản phẩm á, trả lại về môi trường cho nó cân bằng luôn, có nghĩa là mình sử dụng bao nhiêu nước thì mình trả lại bao nhiêu nước luôn. Thì có hoạt động mà mình làm thì mọi người thấy là bên góc phải á, đó là mình hợp tác với lại là WWF Việt Nam để làm những chương trình về trồng rừng nè, về bảo tồn rừng nè, rồi mang tới những cái công trình nước sạch cho người dân địa phương đó. Thì nó nằm trong cái hoạt động đó để mà đạt được cái tham vọng cân bằng nước của Heineken cho tới năm 2025. Rồi tới đây cho em hỏi là mọi người có thấy lại được slide chưa? Thấy được rồi em có thể mở bự ra được không cho nó chiếu á, Ủa em đang chiếu rồi chứ? nhưng mà có cái bấm cái nút full full screen được không, hiện tại nó đang là cái Đây PowerPoint. anh. Ok, Rồi full screen chưa? hình như là nó chưa chè xíu. Bây giờ chụp Ok. chặt kỹ thuật quá ha. Với em thì full screen rồi đó, nhưng mà với mọi người thì không. À vậy hả, nó chưa full full screen, em thử Vậy bấm qua thì để thử xem. stop sharing trước ha. Rồi đó thì cũng sorry mọi người là thật ra là về cái lĩnh vực mà về môi trường đó, nó cũng hơi technical một chút á, cho nên là nếu như mà mình có câu hỏi gì để mình muốn hiểu sâu hơn á thì mình có thể mình hỏi sau. Rồi mọi người có thấy lại chưa? Thấy lại rồi em, thấy lại rồi, thấy lại rồi. Ok, Rồi phun chưa? nó vẫn chưa full screen nhưng mà thôi, nếu mà nó không full screen được thì em cứ bấm qua đi, tụi chị chắc nghe cũng sẽ xem được. Dạ Ok. Rồi bấm qua được chưa? nó Mọi người thấy màu cam chưa? chưa thấy màu cam. Thôi em cứ nói rồi có gì mình cứ share sau cũng được. Dạ em cứ nói đi rồi chút nữa có gì mình share sau. Dạ Ok. Rồi hai cái rất may là hai cái lĩnh vực tập trung kia thì nó dễ hiểu hơn. Đó, có nghĩa là về lĩnh vực mà tiếp theo là về lĩnh vực xã hội. Đó, thì ba cái trụ cột đó, thứ nhất đó là DEI á, có nghĩa là đa dạng công bằng và hòa nhập. Đó, thì mình cũng rất là khuyến khích, tại vì thật ra đối với Heineken nha, trong ngành bia á, thì nó có một cái đặc thù, đúng không? Mọi người nghĩ tới bia là mọi người nghĩ tới nam giới. Đó. Nhưng mà thì mình cũng có rất là nhiều cái nỗ lực đó, để mà xây dựng một cái văn hóa đa dạng công bằng và hòa nhập tại công ty, đặc biệt là tại Heineken nha, 3 trên 6 giám đốc nhà máy là nữ. Đó, cho nên là mình có nghĩa là 50% giám đốc nhà máy là nữ rồi. Đó, rồi có những cái chương trình mà Women in Sales hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn nữ để tham gia vào đội ngũ tiêu thụ của Heineken Việt Nam. Rồi mình sẽ có những cái chương trình hàng năm liên quan tới không chỉ là về hỗ trợ hay là chia sẻ cho về về mặt gọi là đa dạng công bằng và hòa nhập cho nhân viên, mà mình còn có những chương trình chia sẻ về mặt gọi là đa dạng về tuổi tác này đó. Tại vì công ty thì thường thường là sẽ có đa dạng về 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 các lứa tuổi đó. Thì đó là về đa dạng công bằng và hòa nhập, về gọi là xây dựng một môi trường làm việc an toàn và công bằng. Đó, thì khi mà các bạn nếu có dịp với các bạn tham gia tham quan nhà máy Heineken đó, thì các bạn sẽ thấy là Heineken rất là serious về về mặt an toàn. Trước khi vào nhà máy là phải học an toàn, phải mang đầy đủ các cái thiết bị bảo hộ, hay là tất cả những cái chương trình sự kiện mà Heineken tổ chức đó, thì đều luôn luôn có gọi là kế hoạch an toàn trước sự kiện. Rồi và cái cuối cùng là trong cái phần xã hội này á, thì liên quan tới việc là hỗ trợ cộng đồng. Cho tới giờ thì mọi người cũng chưa có thấy slide phải không ta? chưa, em thử chiếu lại thử xem coi được không. Ok. Rồi mọi người đã thấy chưa? Ok, lên lại rồi nè. Ok. Rồi thôi em cứ để vậy nha, không cần phải Ok, full cho nó an toàn. screen. Ok. Đó thì cái cục mà bên 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 phải á, đó là về hỗ trợ cộng đồng. Thì hàng năm á, mình luôn luôn có những cái chương trình mà thứ nhất là chương trình Tết nè, rồi những chương trình mà hỗ trợ cứu trợ bão lũ dành cho cộng đồng địa phương.
Và bên cạnh đó thì mình cũng luôn mong muốn là mặc dù là một công ty đa quốc gia, nhưng mà mình luôn luôn mong muốn là tạo thêm nhiều công ăn việc làm này, cũng như là làm việc với lại là nhà cung ứng địa phương á. Thì cái này nó cũng là win-win cho hai bên. Thì mình sẽ maximize luôn cả cái chuyện là local sourcing, có nghĩa là sử dụng nguồn cung ứng địa phương. Thì hiện nay mình đã đạt được cái chuyện là mình làm với 100% những cái nhà cung ứng về bao bì á. Về bao bì là tới từ Việt Nam. Rồi. Và lĩnh vực cuối cùng là lĩnh vực cũng có trách nhiệm. Đó thì mọi người cũng sẽ thắc mắc là một công ty bia nhưng mà lại nói về uống có trách nhiệm thì có bị conflict hay không về mặt business. Nhưng mà đối với Heineken đó, thì thật sự là cái quan niệm của mình là liên quan tới chuyện là mình muốn mang lại cái những cái sản phẩm chất lượng hảo hạng nè. Đó, rồi những giây phút mà mọi người kết nối với nhau rồi chia sẻ với nhau. Thì những cái chuyện đó chỉ làm được khi mà mình uống có chừng mực hoặc là uống có trách nhiệm. Đó thì Heineken luôn 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 là mong muốn à mình tạo ra được cái hình ảnh về bia theo hướng tích cực. À, có nghĩa là gì? À là những hương vị ngon nè, rồi niềm vui mình chia sẻ với nhau. Cho nên là Heineken luôn mong muốn xây dựng cái văn hóa uống có trách nhiệm, đặc biệt là tại các thị trường mà mình sản xuất kinh doanh. Cho nên đó là về lĩnh vực gọi là mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng á, thì gần đây nha mọi người có thể thấy á, là các sản phẩm mà cách tân mà Heineken mới cho ra thị trường á, thì đều có nồng độ cồn thấp hơn. À, thì đó cũng phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng hiện nay á, là mọi người quan tâm tới sức khỏe nhiều. Thì với cái không cồn và độ cồn thấp, đặc biệt là từ năm 2020 thì Heineken cũng ra mắt cái sản phẩm Heineken 0.0, có nghĩa là Heineken không độ cồn á. Thì vẫn giữ nguyên hương vị của Heineken nhưng mà không độ cồn, thì sẽ phù hợp hơn cho những người mà cho những dịp mà mình không có thích hợp để uống thức uống có cồn, ví dụ như là trước khi lái xe này hay là khi tập thể dục. Rồi đó là về mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, thì đây cũng là một cái nỗ lực của Heineken, tại vì mình thấy là mình có trách nhiệm để mình xây dựng chuyện đó và mình có đủ khả năng á, để mà mình mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, phù hợp hơn với cái nhu cầu và cũng như là cái sức khỏe của họ. Thứ hai là về vấn đề phòng chống tác hại của việc lạm dụng rượu bia. Thì hàng năm thì Heineken cũng làm rất nhiều chương trình hợp tác với các đối tác, thì đặc biệt là có một đối tác mà đã hơn 12 năm mình làm việc chung, đó là Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, để xây dựng cái chương trình đã uống rượu bia không lái xe. Mình mong muốn là mình tạo cái thói quen đã uống rượu bia không lái xe cho người tiêu dùng. Và cuối cùng là làm cho cái chuyện uống có chừng mực đó nó cool hơn. Thì thông qua một cái cam kết là hàng năm 10% ngân sách gọi là ngân sách media của nhãn hiệu Heineken sẽ dành riêng cho cái phần uống có trách nhiệm này, và cam kết là trên toàn cầu mình tiếp cận hơn 1 tỷ khách hàng. Thì đó là cái cam kết của riêng nhãn hiệu Heineken. Rồi thì đó là nãy giờ là nói về strategy ấy, đó là ba lĩnh vực tập trung ha, môi trường, xã hội và uống có trách nhiệm. Thì Heineken làm cái gì? Thì đây là một trong, nhưng mà cái slide nữa. Rồi. Đây là một vài những cái thành tựu mà trong năm 2022 Heineken đạt được á, thì như anh cũng có share rồi ha. 96% năng lượng tái tạo nè, không rác thải chôn lấp tại 6 trên 6 nhà máy nè. Đó, rồi mình đầu tư hơn 30 tỷ vào chương trình bảo tồn nguồn nước với WWF Việt Nam. Đó là những cái thành tích về môi trường, về xã hội. Đó thì Hoàng cũng đã share rồi, là 50% giám đốc nhà máy là nữ. Đó, rồi những cái chương trình liên quan tới an toàn, liên quan tới công bằng lương của công ty, rồi những cái chương trình về hỗ trợ cộng đồng. Và cái vừa mới nói xong là cái về 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 có trách nhiệm. Thì thông qua cái việc mà đạt được những cái tạm gọi là những cái thành tựu về phát triển bền vững như vậy, thì trong năm 2022 là cái năm thứ 7 liên tiếp mà Heineken Việt Nam được nằm trong top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất do VCCI tổ chức. Thì đây cũng là một cái ghi nhận đối với công ty trong cái nỗ lực trên cái hành trình mà phát triển bền vững mà mình đã làm. Đó. Và bên dưới đó là những cái đóng góp liên quan tới kinh tế, tại vì phát triển bền vững thì mình cũng không thể nào quên đi cái yếu tố về kinh tế ha. Rồi sắp hết cái phần này rồi, thì ở tại Heineken đó thì cái quan điểm của về phát triển bền vững đó là gì? À, phát triển bền vững là hành trình của sự chung tay. Đó, có nghĩa là và càng ngày á, thì cái những cái quy chuẩn nè, rồi những cái cam kết
của các quốc gia rồi của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao hơn. Ừ. Cho nên là ví dụ như riêng Heineken Việt Nam đi, trước đây mình cứ nghĩ là mình là làm tốt về lĩnh vực phát triển bền vững tại công ty mình rồi đó, như vậy là trong sản xuất rồi, nhưng mà bây giờ mình đã bước qua một cái giai đoạn đó là mình phải nghĩ rộng hơn tới chuỗi giá trị đó, là không chỉ trong nhà máy không mà mình còn phải liên quan tới cái hành trình từ logistics nè cho tới tay của khách hàng này và cho tới tay người tiêu dùng và ngược lại nữa. Cho nên mình thấy là có rất là nhiều việc cần phải làm và một mình Heineken thì không thể làm được, đó là lý do mà cái cách mà tiếp cận về phía thực hiện phát triển bền vững của Heineken luôn luôn là gì, là hành trình của sự chung tay, là mình luôn luôn kêu gọi các đối tác nè rồi các bên liên quan đồng hành cùng Heineken trong cái hành trình vì một Việt Nam tốt đẹp hơn này. Những cái gì mà Hoàng share, mà đặc biệt là những cái gì mà trên slide hồi nãy không sâu á, thì nó nằm trong báo cáo phát triển bền vững của Heineken. Thì đây cũng là một trong những hoạt động chính của team của phòng phát triển bền vững của Heineken Việt Nam thực hiện hàng năm, là mình có cái báo cáo phát triển bền vững. Thì mọi người có thể đó, scan QR code hoặc là vào Google mình đánh là nó cũng ra, và mọi người có thể tham khảo thêm. Thì báo cáo này thì nó về về bối cảnh nè, về các chiến lược, các hành động này và các case study nữa, thì mọi người có thể đọc thêm để hiểu, để được inspire nhiều hơn. Rồi thì đó là Hoàng vừa mới share xong cái phần về phát triển bền vững của Heineken Việt Nam. Chắc là phải unshare. Rồi tuyệt vời. Trời ơi, nãy giờ chị nghe chị nói lại quá trời, là thực ra đây là lần đầu tiên mà chị ngồi chị nghe được cái một cái kế hoạch nó đầy đủ về cái hoạt động phát triển bền vững, chiến lược phát triển bền vững của Heineken. Nó có nhiều cái thông tin rất là thú vị, và những cái mà nó mà kiểu như là bên ngoài có thể là nhiều người sẽ không có để ý và nghĩ tới, nhưng mà thật ra là Heineken đã đi trước trong cái bước gọi là làm về câu chuyện tiêu thụ gọi là có trách nhiệm về cồn, cũng như là cái nhà máy của mình bây giờ đã là không rác thải chung lắp rồi, đúng không? 2021 đã đạt được cái mục tiêu đó rồi, thì chị thấy là Đúng nhiều rồi. rất là tuyệt vời. Hôm bữa chị cũng có nói chuyện với Hoàng, thì chị cũng hỏi là ngoài cái việc chia sẻ ra những cái kế hoạch, những cái chiến lược của Heineken, thì chị cũng muốn Hoàng chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm của Hoàng khi mà đi làm cái công việc này á, cái cách mà Hoàng, cái cơ duyên mà Hoàng đi vào công việc này, thì Hoàng có thể chia sẻ cho các bạn được không? Tại vì thực ra các bạn hôm nay á là rất là quan tâm về cái lĩnh vực về phát triển bền vững, và có thể sau này sẽ đi làm những cái công việc này á, cho nên Hoàng chia sẻ một chút xíu về mặt cá nhân được không? Ok, em còn bao nhiêu phút ta? Cho khoảng 5 được không? 5 phút. Ok, 5 phút Chúng ta ha. sẽ có cái phần Q&A, mình sẽ có cái phần Q&A Trong thôi thư la chết. ở dưới. Thoải mái, thoải mái. câu chuyện về phát triển về về chuyện người trong nghề của Hoàng thì cũng 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 đặc biệt một chút á. Thì như như chị Tiền cũng có share, có nghĩa là Hoàng tới với phát triển bền vững là thực ra là cái duyên rất lớn. Thì Hoàng là background là marketing. Mình học marketing xong rồi mình ra mình cũng làm một hai công việc về marketing. Xong rồi khi đó thì Heineken có một cái tin tuyển dụng là tuyển dụng thực tập về CSR, thì lúc đó là đang là CSR thôi, chưa thành phát triển bền vững. Thì khi mà mình vô xong rồi là đổi thành phát triển bền vững, mình thấy là wow. Bước chuyển mình thì đó, thì thật ra là khi mà Hoàng mới cho vô Heineken á, thì cho vì cái brand name Heineken là chủ yếu, mà mình thấy là cái job description đó, nó có đấy là chia sẻ thật nha đó. Thì nó cũng nó chỉ có liên quan tới có kỹ năng về communication, có kỹ năng về làm project, thì mình thấy là maybe có thể là nó liên quan tới cái ngành marketing của mình vậy thôi à. Đó, nhưng mà thực sự khi mà vào rồi ấy, thì mình mới thấy được cái tầm quan trọng này cũng như là cái ý nghĩa của công việc này. Thì ngay lúc đó là vô là mình làm những dự án về cộng đồng liền đó, mình làm mùa xuân ấm áp, rồi mình làm những cộng đồng chương trình nước sạch cho cộng đồng. Thì mình thấy là mình đi làm mình vừa có lương mà mình còn được làm phước nữa, thì đó là cứ nghĩ đơn thuần vậy thôi. Thì mình thấy thấy cũng cũng hay. Nhưng mà đâu đó thì mình cũng thấy ghen tị một chút, tại vì những bạn đồng nghiệp của mình ấy, thì họ đang làm mega event, họ đang làm Heineken cao đao, họ đang làm Tiger Remix đó, những cái rất là xịn sò to bự đó. Xong mình cũng lung lay đó. Thì mình làm vui thiệt, nhưng mà thực ra mình làm cũng
cũng nó không được hoành tráng vậy đó. Đó. Tuy nhiên thì sau đó bắt đầu Heineken chuyển từ CSR sang sustainability, mình thấy được nguyên cả bức tranh luôn, là cái công việc của mình không chỉ là mình làm cái trách nhiệm của doanh nghiệp giống như là mình đại diện Heineken để mà đóng góp cho cộng đồng Việt Nam không, mà thực sự là mình gắn nó với lại cái chiến lược sản xuất kinh doanh của mình giống như là business partner vậy đó. Đó. Thì mình cùng xây dựng ra cái chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, rồi mình được đồng hành với lại tất cả các tạm gọi là anh chị em đồng nghiệp tại các phòng ban khác nè đó, rồi chưa kể là gì càng ngày cái việc mà phát triển bền vững nó càng phát triển hơn. Người tiêu dùng nó không chỉ là họ mua sản phẩm bởi vì nó thỏa mãn cái nhu cầu của họ hay là nó gắn kết với họ giống như Tiger là đánh thức bản lĩnh đó, thì nó gắn kết với họ mà còn cái ngày họ càng đòi hỏi thêm cái câu chuyện là cái sản phẩm đó, cái nhãn hiệu đó làm gì cho cộng đồng, cho xã hội đó, thì vô tình nó lại là cái mà cái lĩnh vực của mình, à mình vừa làm marketing mà vừa mình vừa làm sách phát triển bền vững luôn. Thì càng ngày càng làm sâu hơn á nó, thì mình càng thấy là à cái công việc mình thứ nhất là có ý nghĩa hơn nè, và nó không chỉ là đơn thuần là doanh nghiệp làm điều tốt, mà thực sự là nó giúp xây dựng doanh nghiệp, rồi nó giúp xây dựng nhãn hiệu, nó gắn kết với cộng đồng và đặc biệt là với cái vai trò là trưởng bộ phận phát triển bền vững nè, thì một trong những cái vai trò chính của Hoàng nữa là mình đi chia sẻ những cái câu chuyện về phát triển bền vững đó, thì đối với Hoàng là cái điều này là một cái điều mà rất là gọi là rất là may mắn và rất là cảm thấy phần nào đó đó mình cũng sẽ cảm thấy tự hào á, tại vì mình đại diện cho một công ty mình đang làm tốt. Thì một cái rất là đơn giản của Hoàng là thứ nhất là Heineken là rất là nổi tiếng, mọi người đều biết tới brand Heineken đó, và mình cũng nằm trong những công ty mà hàng đầu về phát triển bền vững, cho nên là được đại diện cho một cái những điều tốt như vậy này, mình đi share ra cho cộng đồng thì mình cũng thấy được chị cảm hứng rất là nhiều đó. Thì đó là nó bắt đầu là từ một cái cơ duyên thôi, và lúc đó là chưa biết gì về phát triển bền vững hết, nhưng mà sau khi đó khi mà cái hành trình mình làm rồi thì mình thứ nhất là cho nên là Hoàng nghĩ là một cái key message mà mình muốn share với các bạn á, khi mà làm trong ngành này á, tại vì thực ra là suốt chặng hành trình á, thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cái lĩnh vực này nó mới đó, khi mà mình làm thậm chí là những ngày đầu Hoàng làm á, là với supply chain này, với marketing này thì không ai quan tâm hết đó, tại vì gọi là khách hàng đâu quan tâm đâu đó, rồi mình làm những chuyện này mình chưa thấy rõ được cái hiệu quả nó ra sao thì mình cũng rất là stress đó. Nhưng mà một cái mà Hoàng rút ra sau một cái journey mà mình làm á, là mình phải start with why á. Đó có nghĩa là mà đặc biệt là cái công việc phát triển bền vững này á, thì cái why nó cũng khá là dễ thấy đúng không, tại vì mình muốn tạo giá trị đó, mình muốn tạo ra nhiều giá trị tích cực hơn cho môi trường, cho cộng đồng, cho công ty, mình đang làm điều tốt thì mình tin vô cái chuyện đó đó, và nó là cái động lực cho mình. Còn những cái khó khăn á, thì Hoàng không 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 có gọi nó là khó khăn mà gọi là thử thách, mà thử thách thì mình vượt qua thôi đó. Cho nên đó là cái key message mà Hoàng nghĩ là nó cũng cũng guide Hoàng cho tới tới giờ, là start with why á, nếu mà mình có cái why đủ lớn thì mình có thể là mình bám trụ với nghề thôi. Rồi còn cái hành trình mà đi từ intern cho tới thời điểm này thì tất nhiên là may mắn là rất nhiều, phải công nhận may mắn là rất nhiều, nhưng mà hai cái yếu tố mà hãy nghĩ là bên cạnh cái may mắn á, thứ nhất là mình keep learning á, tại vì cái lĩnh vực phát triển mình vẫn như 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 bây giờ là thật ra là có thể là ngay thời điểm đó hàng không có biết nhiều á, cho nên là không có được những cái cộng đồng như như mình, mà mình sẽ phải học từ thực hành đó. Đó, mình làm những cái dự án xong rồi mình học qua đó, mình lên từ đó rồi mình tiếp tục mình lên cho tới giờ, thì hình nghĩ là cái lĩnh vực này nó cái beauty á, là nếu mà mình muốn lên á thì cái lĩnh vực này cũng lĩnh vực rất mới và rất rộng, mình có thể lên được rất nhiều thứ đó. Thì thứ nhất là keep learning nè, rồi thứ hai là có một cái vòng lặp là self reflection đó, nhìn có xe là mình sau mỗi dự án, sau mỗi cái buổi học nè đó, thì mình reflect lại bản thân mình coi là à mình đang ở đâu, mình đi tới như thế nào đó, xong rồi mình tất nhiên là khi mà mình muốn thì sẽ có rất là nhiều sự hỗ trợ, và mình cứ cứ keep cái vòng lặp đó thì mình sẽ phát triển rất nhanh trong nghề này đó, và đặc biệt là có ví dụ mà start with why nữa thì mình có sự kiên trì,
thì mình sẽ grow 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 thôi. Rồi chắc hết 5 phút. Wow, canh giờ, tự canh giờ luôn. Cảm ơn Hoàng. Chia sẻ của Hoàng rất là dễ thương và rất là ý nghĩa, tại vì nó nói lên những cái trăn trở mà hồi xưa chị cũng có, và lý do tại sao mà chị tạo ra DL Community á, là bởi vì chị thấy là có nhiều bạn trẻ bây giờ rất là quan tâm về câu chuyện làm sao để đóng góp cho xã hội, về đóng góp cho môi trường. Tuy nhiên thì có vẻ như là nhiều người vẫn nghĩ là phải phải kiếm tiền thật nhiều rồi mình đi làm, mình kiếm thật nhiều tiền rồi mình mới đóng góp cho xã hội, đúng không? Thì chị vẫn nghĩ là giống như Hoàng vậy đó, là nãy nói cái câu là vừa làm mà vừa làm phước nữa đó, vừa kiếm tiền cho mình mà vừa làm phước Cái nói case đùa. của em là càng làm nhiều đóng góp thì càng có nhiều tiền đó. That's a good point. Thì chị nghĩ cái đó rất là quan trọng, là ngoài cái việc là chúng ta muốn đóng góp cho xã hội, chúng ta đóng góp được nhiều giá trị cho xã hội, thì chúng ta cần phải có cái gì đó lại cho bản thân của mình, đó chính là cái career. Đó là cái career, đây là mình đi làm cái công việc, nó có một cái công việc mà được nhiều người respect, tôn trọng, và người ta cảm thấy có giá trị và người ta sẵn sàng chi trả để mình làm cái công việc đó. Tuy nhiên giống như Hoàng nói vậy, nó sẽ cần rất là nhiều nỗ lực, nó sẽ có rất là nhiều khó khăn, và mình phải rất là liên tục kiên trì học hỏi, mở mở mang đầu óc. Và chị hoàn toàn rất là đồng ý với Hoàng, chị cũng có chia sẻ với lại các bạn trong incubator là cái phát triển bền vững này không chỉ ở Việt Nam đâu mà trên thế giới họ vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn, tức là họ vẫn đang figure đi như nào, tức là đang cố gắng tìm ra giải pháp. Cho nên là khi mà vô cái lĩnh vực này là em phải bước vô một cái môi trường là phải học hỏi liên tục, và nó sẽ giúp cho con người của mình lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng phải tìm ra những cái giải pháp mới á. Chị thấy cái này rất là thú vị luôn ha. Rồi cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Có ai có thể thả tim, mọi người nếu mà thấy hay thả tim cho Hoàng cái nha. Cảm ơn Hoàng đã chia sẻ về chiến lược phát triển bền vững của Heineken, cũng như cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng của em. Bây giờ thì chị sẽ mời tới câu chuyện của Thư nè. Thư sẽ giới thiệu, mình đang uống bia Heineken rồi, giờ mình đi ăn pizza ha. Sẽ mời Thư chia sẻ câu chuyện của pizza Bobby và cái câu chuyện làm nghề của Thư nha. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Nhận hồi nãy đã vào trước sập nhưng mà error thì vẫn error. Bỏ Dạ được. xin hỏi, ok mọi người thấy chưa ạ? À? Dạ. Dạ rồi, dạ. Ôi cảm ơn, dạ em cũng cảm ơn anh Hoài đã chia sẻ câu chuyện của anh. Thì thực ra em khi mà anh chia sẻ thì em cũng thấy là cái câu chuyện của anh và em cũng có nhiều cái em rất là cảm theo. Tại vì đó là khi mà hành trình của những người mà đi làm về phát triển bền vững thì chúng ta sẽ có những cái khó khăn và những cái thú vị mà chúng ta thường hay gặp. Thì khác với Heineken là một công ty tập đoàn quốc tế rất là anh nghĩ cũng đi đầu về sustainability, thì em xin hôm nay đại diện một công ty bé hơn là Pizza 40 và chia sẻ cái hành trình phát triển bền vững của Pizza 40. Thì thứ nhất là vì công ty em bé nên là phải giới thiệu, dạ, nên là nếu mà mọi người không biết Pizza 40 là ai thì em xin giới thiệu sơ là Pizza 40 là một chuỗi nhà hàng. Thì nhà hàng đầu tiên của Pizza 40 là thành lập ở Lê Thánh Tôn vào năm 2011, và hiện tại là sau 12 năm thì Pizza 40 có hơn 28 nhà hàng ở các thành phố lớn ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Hải Phòng. Và hiện tại là công ty cũng đang có một chiến lược mở rộng sang quốc tế, đã có hai nhà hàng ở đã có Pizza Coffee đã mở hai nhà hàng ở Campuchia, ở Phnom Penh, và ngoài ra là cũng sẽ trong năm nay là cũng sẽ có chiến lược để mở rộng ra những khu vực khác, ví dụ như là Ấn Độ và Nhật Bản. Thì ở Pizza Coffee đang có hơn 2.649 partner và nhiều hơn nữa. Thì partner ở đây là cụm từ mà Pizza Coffee dùng để nói về nhân viên, tức là partner ở đây là cũng như là những cộng sự, bởi vì Pizza 40 cũng tin là phải có tất cả những cộng sự với nhau chúng ta mới có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và Pizza 40 được thành lập bởi hai anh chị là anh Masuko và chị Sunny. Thì câu chuyện của em cũng có thể chia sẻ câu chuyện thành lập của Pizza 40 là anh thực ra là anh Masuko và chị Sunny
trước khi đến Việt Nam thì họ ở Nhật, thì khi mà họ ở Nhật có một khoảng thời gian và một cái gọi là cái nút trọng của anh Pasupo ở bên Nhật, thì khi đó anh cái có một cái sự kiện là anh quyết định tổ chức một cái buổi tiệc party làm pizza với lại bạn bè ở sau cái sân vườn của nhà anh. Và cái lúc đó thì khi mà anh có cái buổi party đó thì anh nhận ra được là tự nhiên cảm giác có cái sự gắn kết giữa con người với con người, và nó một phần nào đó mang đến cho anh một cái sự hạnh phúc nho nhỏ đó. Và nhiều năm sau đó khi anh đến với Việt Nam và khi mà có khi anh có một cái ý tưởng lập nghiệp ở Việt Nam thì anh nhớ đến một cái kỷ niệm ở cái buổi pizza party của anh ở bên Nhật nên và sau đó đó là nhà hàng, đó là câu chuyện của nhà hàng Pizza Party ở Lê Thánh Tôn được ra đời. Và kế bên anh là có chị Sunny là vợ và là cũng là người đồng hành rất là mạnh mẽ cho cái hành trình ở Pizza Party ở Việt Nam. Thì hành trình của Pizza Popi Việt Nam thì như câu chuyện em vừa mới kể thì vì cái niềm hạnh phúc và nó có một cái giá trị rất là lớn đối với hai anh chị, nên là cái tầm nhìn và sứ mệnh của công ty là tầm nhìn là Make the World Smile for Peace, tức là làm thế giới mỉm cười vì hòa bình. Và cái cách mà để có thể truyền tải được cái tầm nhìn này là delivering wow sharing happiness, tức là mình phải mang đến một cái sự wow, tức là một cái nó phải hơn cái good mà nó phải là wow, và cái từ đó mình có thể san sẻ và chia sẻ về cái sự hạnh phúc này. Thì lý do và đó là tầm nhìn, và từ cái tầm nhìn và cái sứ mệnh này thực ra là nó sẽ đi vào rất là nhiều hoạt động của Pizza Forty. Nên là khi mà Pizza Forty khi mà mở một cái nhà hàng thì mục tiêu không chỉ là mở một cái nhà hàng pizza mà là một cái nhà hàng pizza mang lại hạnh phúc, tức là nó phải mang cái sự hạnh phúc này thì nó mang đến là thông qua những cái mình phải làm tốt hơn về môi trường, mình làm tốt hơn về con người, về xã hội. Thì đó là em cũng không biết có phải là accidentally, tức là không phải là tình cờ mà anh chị bắt đầu làm bền vững, nhưng mà nó lại thực ra là nó rất là nằm ở trong từ tầm nhìn và giá trị của hai anh chị, để có thể mà sau đó là sau này mình lại biến thành một cái phòng ban hoàn chỉnh là phòng ban phát triển bền vững. Thì hôm nay để chia sẻ một số hoạt động của Pizza Hopi về phát triển bền vững thì em đang sử dụng em sẽ dùng các nguyên liệu là pizza để có thể tả về câu chuyện. Thì ở đây là cái pizza em muốn chia sẻ là cái pizza Margarita, là cái loại pizza coi như là phát triển nhất của và phong cách của Pizza Poppy là làm pizza Napolitan, tức là Margarita thì nó sẽ có một vài nguyên liệu chính thôi. Thì đầu tiên là nguyên liệu đầu tiên thì em nghĩ là cũng tương đối quan trọng là trên cái pizza đó là sẽ có những cái lá quế. Thì lá quế ở đây thì em muốn dùng để chia sẻ về những câu chuyện về nguồn cung của Pizza Poppy. Thì khi mà mình nói về nguồn cung và mình muốn nói về cái tầm nhìn hạnh phúc đó thì mình nghĩ đến những cái gì, thì nó sẽ có một số những thứ liên quan đến nhau. Ví dụ như là mình muốn là để có thể làm được một cái pizza chất lượng tốt thì phải có nguyên liệu là tốt, nguyên liệu tươi, và từ đó mà mình cũng muốn nghĩ đến là ví dụ như là cái làm sao mà mình mang lại đến sức khỏe, tại vì có sức khỏe mới có hạnh phúc. Ngoài ra thì còn một cái quan trọng hơn là hạnh phúc ở đây mình có thể từ nguồn cung, nếu mà mình có thể từ những cái nguồn cung của khu vực địa phương và có thể giúp đỡ cho những cái cộng đồng địa phương thì nó cũng rất là một phần nào đó có thể truyền được cái hạnh phúc đó từ từ những người cung cấp cho đến khách hàng. Thì em xin chia sẻ đối tác, một trong những đối tác quan trọng của Pizza Forty là trang trại Thiên Sinh. Trang trại Thiên Sinh là ở Tương Dương, Lâm Đồng, và đây là anh Thắng. Thì anh Thắng làm trang trại Thiên Sinh này, cái thời gian anh bắt đầu chuyển sang thành làm trang trại hữu cơ là cũng gần gần thời gian mà Pizza Poppy bắt đầu làm việc. Thì khi đó thì khi mà anh Masuko khi mở nhà hàng đầu tiên, dù chỉ có một nhà hàng thôi nhưng mà anh cũng muốn tìm kiếm những cái nguồn cung địa phương mà tốt, mà tươi ngon, mà tốt cho sức khỏe, thì đó là lý do mà anh được giới thiệu để làm việc với anh Thắng. Thì anh Thắng trồng trang trại hữu cơ này ở khu vực Lâm Đồng, thì anh trồng theo cái phương pháp gọi là biodynamic, tức là anh ấy tức là khi mà mình trồng hữu cơ không chỉ là mình nghĩ là về không sử dụng chất thải, nhưng mà anh ấy là anh nghĩ rộng hơn, anh nghĩ là làm sao mà cái cách trồng của mình lại tốt hơn cho đất, cách trồng của mình làm sao tốt hơn cho môi trường. Thì khi anh Masuko ghé thăm, thực sự ghé thăm trang trại, thì anh ấy nếm thử cà chua ở đây, anh nói ồ cà chua này ngon quá, quế này thơm quá, thơm hơn bình thường thì phải. Thì đó là những cái
Và ngoài ra cái giá trị của anh Thắng mà của và trang trại của anh Thắng mang lại cho môi trường thì cũng thật là rất là hay. Anh Thắng có một cái hệ sinh thái, một cái vì là anh ấy trồng hữu cơ, anh ấy không sử dụng hóa chất nên là anh ấy phải nuôi bò để nuôi bò sản xuất ra phân bón đó, nên là phải nuôi hữu cơ vân vân. Ngoài ra bò thì nó cũng ăn phụ những cái phần rau củ thừa mà mình không sử dụng, thì là anh Thắng bản thân cái trang trại của anh Thắng đã tạo ra một cái hệ bio là rất là thú vị. Thì đây là một trong những đối tác lâu năm nhất mà của Pizza Hoti vẫn còn làm những đối tác chủ chốt, và từ những cái nguyên liệu đặc trưng của anh Thắng, ví dụ như là cái đây là góc bên trái, đây là gọi là cải rocket. Thì thực ra cải rocket ở Việt Nam thì tương đối lạ, phải không phải là một cái loài địa phương, nhưng mà anh Thắng khi mà anh có cái chuyên viên cuối người nhập qua và giới thiệu cái loại này, thì khi mà bên nhà hàng nếm được thử cái rocket của anh Thắng thì cái cải này rất là thơm, nó hơi hăng hăng nhưng mà nó rất là thơm, và từ cái nguyên liệu đó nó truyền cảm hứng ra rất là nhiều món cho Pizza Hopi, ví dụ như là món ricotta ham với lại cái rocket này, hoặc là rocket với lại rocket juice, thì nó cũng trở thành những cái món rất là signature của Pizza Hopi. Thì ngoài ra nếu mà mọi người đã đến với Pizza Hopi thì Pizza Hopi có một món tương đối là coi như là ăn ngon nhất là món mì cua. Thì mì cua ở Pizza Hopi thì mì cua được lấy từ trang trại của anh Tân ở Nam Căn, Cà Mau. Thì trang khu nuôi cua cùng nuôi cua của anh Tân thì là một cái vùng rất là thú vị, là khi nuôi cua ở khi Cà Mau là anh nuôi trong rừng ngập mặn, và anh mọi hàng hàng ngày anh chỉ cần thả giống xuống và vài tháng là anh chỉ cần lại anh đi thu hoạch cua. Và cái nhiệm vụ của khi mà anh trồng trong rừng ngập mặn là anh cũng bảo vệ rừng, và bởi vì đó là một trong những cái mô hình mà của Cà Mau có mà em thấy cũng rất là thú vị. Thì thật ra là khi mà tụi em làm cái món cua Cà Mau này thì lúc đó là có thể là hồi đầu là chưa có sử dụng cua của anh Tân, nhưng mà sau đó sau khi mà tụi em biết được những mô hình này rất là thú vị và tụi em xuống thăm thì tụi em thấy, và cua ở đây cũng khi mà tụi em test món thì thấy cũng ngon, rất là ngọt, nên là sau đó là anh Tân cũng là một trong những đối tác cua chính của tụi em. Và khi mà nhìn rộng hơn thì đó là hai hai trang trại mà đối tác với Fopi, nhưng mà ở ngoài ra thì Fopi cũng có rất là nhiều nhà cung cấp khác. Thì về nhà cung cấp của Fopi thì những cái nguyên liệu là những cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc sản xuất một cái món ăn nào đó, nên là khi mà Fopi cũng có áp dụng một số những cái chỉ tiêu để nói về bền vững khi mà sử dụng cái nguồn cung. Thì ở đây thì tụi em đang có ba cái phân mục chính. Thứ nhất là nguồn cung thuộc về địa phương, thì đa số thì các nguồn cung của Fopi là cũng khoảng hơn 50% là từ địa phương. Sau những cái khung thời gian dịch và không dịch thì cũng có một chút thay đổi hàng năm, nhưng mà những cái số liệu này khi mà tụi em chia sẻ với khách hàng hoặc là chia sẻ với mọi người hàng năm thì nó cũng là một phần để tụi em hướng đến, cũng nhắc nhở bản thân và hướng đến để có thể mình kích thích để mình có một cái chiến lược về nguồn cung hiệu quả hơn. Ngoài ra thì có hai cái chỉ tiêu khác mà hơi đặc trưng của Pizza Hopi là nguồn cung bền vững và nguồn cung có chứng nhận bền vững. Thì nguồn cung bền vững ở đây sẽ là những người tụi em rất là trân trọng, những đối tác có những cái phương pháp trồng mà nó tốt hơn cho mọi người, tốt hơn cho cái môi trường ở khu vực, và họ cũng hướng đến về một cái trồng bền vững, tức là trồng organic hoặc là trồng biodynamic hoặc là trồng forestation. Thì nhưng mà ở Việt Nam thì cái việc mà có chứng nhận nó cũng rất là mắc tiền. Ví dụ một cái chứng nhận organic thì mình phải có những trang trại lớn họ mới có thể trang trải, nên là tụi em mới phân ra là những cái nguồn cung bền vững, tức là những nhà cung cấp mà tụi em đã đến thăm mà họ vẫn trồng theo hướng bền vững nhưng mà họ trong giai đoạn chuyển hướng chưa được nhận chứng nhận, và có những nhà cung cấp mà có khả năng và size đủ để nhận chứng nhận thì là sẽ làm ở trên bên cái bên chứng nhận bền vững. Thì hiện tại nếu mà thực sự thì những con số này nó cũng tương đối rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng như em chia sẻ, nó là một chặng đường để có thể càng ngày mình nỗ lực để mình có thể mình tăng lên. Và sau đó thì như em kể là nhà hàng ở Campuchia cũng mở từ năm 2021, thì từ lúc đó thì mình cũng sử dụng những chỉ tiêu tương tự này cho cái khu những nhà hàng ở khu vực Campuchia.
Cách thứ hai là em muốn nói một nguyên liệu quan trọng nữa của pizza là phô mai. Thì ở phô mai ở đây là Duyên cũng chia sẻ một chút về cái những câu chuyện sáng tạo và của pizza Hopi có thể làm ra được. Đã có thể làm được một chút. Thứ nhất á, là phô mai, khi mà phô mai là một thành phần rất là quan trọng với pizza, bởi vì phô mai đặc biệt là đối với những cái loại phô mai tươi như là mozzarella hoặc burrata thì cái phô mai càng tươi nó mới càng ngon. Và một cái trong những vấn đề mà khi gặp là khi mà phô mai và khi mà mình nhập khẩu từ những nước như là ở châu Âu và Ý thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhi ơi, Nhi em có thể tắt cái mic được không? Tại vì âm thanh nó qua bên đây. Dạ, ok, em tiếp. Dạ vâng, dạ. Thì là vấn đề của tụi em là mình tìm kiếm loại phô mai vừa ngon mà vừa mà còn gặp bởi vì khi phô mai nhập khẩu phô mai tươi thì hạn sử dụng rất là ngắn thì cái việc mà thất thoát nó cũng sẽ là xảy ra rất là tỷ lệ rất là cao. Thì với hai cái chủ đề này thì công ty mới nghĩ ra là tại sao mà mình không tự làm phô mai ở Việt Nam, mình cũng có sữa thì bây giờ mình cũng có thể tự làm phô mai. Thì em xin giới thiệu đây là anh K. Thì anh K cũng học về công nghệ thực phẩm nhưng mà thực ra là anh K trước đó cũng chưa có làm về phô mai. Anh K chỉ có những kiến thức cơ bản và sau đó anh cũng tự học hỏi thêm và sau đó là anh trở thành một cheese master của Pizza Hopi. Thì khi mà anh K là cheese master của Pizza Hopi ở nhà máy phô mai ở Lâm Đồng, thì ở phô mai là mình lấy sữa trực tiếp từ khu vực Lâm Đồng Đà Lạt và mình về mình sản xuất hơn 10 loại phô mai khác nhau. Thì ở đây là đa số tụi em sản xuất phô mai tươi như là mozzarella, burrata, ricotta. Ngoài ra hoặc camembert. Ngoài ra thì hàng ngày thì để có thể sử dụng thì phô mai là tụi em sử dụng hơn 25 tấn sữa tươi hàng ngày để có thể sản xuất 10 loại phô mai mà cung cấp cho Pizza Hut. Thì thực ra không biết là có thể là nhiều người chưa biết cái này nhưng mà khi mà làm phô mai thì thực ra là khi mà mình lấy sữa về thì chỉ có 10% của cái chất rắn của sữa là trở thành phô mai, còn lại 90% thì nó là nước quay. Thì nên là cái việc sản xuất phô mai thực ra nó có một cái lượng phụ phẩm rất là lớn. Thì bằng Pizza Hopi cũng hướng là bằng cách nào đó có thể mình xác định thêm để tìm ra nhiều cách để có thể tái sử dụng cái phụ phẩm này. Thì đó là một trong những cái phương án đầu tiên, là khi là tụi em nói chuyện lại với Thiên Sinh Farm ở Anh Thắng thì trang trại Anh Thắng cũng không có ở quá xa với trang trại phô mai. Thì Anh Thắng và bên phố của bên Nhật họ nói là ở bên khu châu Âu họ cũng có những cái thói quen khi mà những nhà máy phô mai boutique ở châu Âu có thể gửi nước quay để nuôi gia súc, và những con gia súc gia cầm khi mà uống nước quay thì ra là rất là bổ, tại vì nước quay có chứa rất là nhiều đạm, rất là nhiều các vi sinh, có thể là nhiều dinh dưỡng mà tốt cho động vật, nên là tụi em đã phối hợp với bên Thiên Sinh để có thể gửi một phần nước quay này về để có thể cho nuôi bò, và những con bò này một phần nào đó sản sinh ra rất là phân bón rất là tươi tốt để có thể tạo ra được cái phần rau rocket mà tụi em sử dụng. Ngoài ra thì thực ra là nước quay này khi mà bỏ men vào thì mình cũng có thể làm phân bón hữu cơ, và phân bón hữu cơ này cũng đang sử dụng được Thiên Sinh Farm sử dụng tại trang trại của họ. Ngoài ra thì có một phương án nữa là sử dụng nước quay vào sáng tạo một món nào đó với nước quay. Thì ở đây thì Pizza Coffee đã kết hợp cùng với một số craft beer ở Việt Nam để có thể sáng tạo ra dòng bia Đà Lạt Quay và Quay Cider để có thể một phần nào đó sử dụng nước quay vào trong sản phẩm bia và tạo ra một sản phẩm đặc trưng, một sản phẩm mà mình cứ nghĩ là nước quay là phụ phẩm nhưng mà nó trở thành một cái nét đặc trưng của cái sản phẩm đó. Ngoài ra thì em cũng có sản phẩm kombucha từ nước quay. Và thực ra là nước quay tụi em cũng đã sử dụng, tái sử dụng lại trong nhà hàng ở Pizza Hopi và để vào trong đêm. Vị rất là đặc trưng đặc biệt của Pizza Hopi mà có thể là nhiều nhà hàng